Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh An Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên mới nha mọi người. Bé này thì đã lãnh được trong cái sự kiện, đó là sự kiện Brand Hang. Anh em nào mà theo dõi mình thì chắc đã biết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nở cái bé yêu này ra nha mọi người. Wow. Rồi, bây giờ sẽ nâng cấp cái thành viên này lên ha. Ây cha cha, con này chắc cho nó lên tầm khoảng level 30 ha mọi người. Đây, cho nó, cho anh em mình được nhiều vàng hơn một chút xíu. Level 30 thì wow, được 410 vàng trên một phút nha. Nhân vật này thì sẽ có tầm khoảng là 4 chiêu. Tuyệt chiêu đặc biệt của cái bé này sẽ là tuyệt chiêu thời gian nha. Anh em mình đổi tên luôn là HNT Channel. Rồi, nhìn bé này thì hơi ngầu ha. Vuốt ba để xem hiệu ứng nha. Ôi, con này chỉ có hai cái skin thôi các bạn à. Rồi, bây giờ thì anh em mình thử mang cái bé này đi luyện chiêu sơ sơ xem. 31% nha. Ui, hiệu ứng con này hơi bị đẹp nha các bạn. Wow, đưa cánh tay ra và tạo một cái nguồn năng lượng khổng lồ. 134 với tuyệt chiêu Square và 199 với tuyệt chiêu đinh ốc ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ... Đây, mang cái con này đi quậy nhẹ xíu cho vui nha mọi người. Khu vực anh em mình đến sẽ là cái khu vực Alice ha. Rồi, mang cái bé Legend. Và con này nó có cái chiêu 1 nè. Đây, ngon lành luôn. Vô keo. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh đến từ cái bé yêu mới này xem như thế nào. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HNT một lượt đăng ký với nha mọi người. Và đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Rồi bây giờ thì anh em mình chắc sẽ khèo nhẹ cái bé này trước cái nha. Đây, sức mạnh đến từ Ngu Mai Dương. Wow, ôi, con trâu này nó ra nó vả phát nào là bay màu phát đó đấy. Con này là nó quýnh nó không có nương tay rồi. Ôi, anh đại của chúng ta. Xem hiệu ứng của cái nhân vật này nha mọi người. Ở đây thì sát thương đang được X2 luôn. Đưa bàn tay ra và wow, hiệu ứng cực kỳ đẹp luôn. Chỉ là do hơi bị yếu xíu thôi các bạn. Ở đây thì anh em mình sẽ nhờ tới chiến thần Kalmas. Rồi rồi, tới công chuyện 27.000 máu luôn các bạn ơi. Nó vãi, kiểu này ai chịu nổi chứ hả. Lụm luôn, phá thành công cái giáp của Titan. Ôi, không được bật miễn nhiễm các bạn ơi. Khá là buồn cho cái thành viên Heroic Kalmas của anh em mình. Lần này thì ra bị người ta vả quá chừng luôn, nhưng mà không bật được cái chiêu miễn nhiễm ha. Và đây là nhân vật Titan. Wow, 2 sao luôn. Đó, toàn là hàng xịn không nha. Tiếp theo thì chắc có lẽ là mình sẽ đổi đi các bạn. Mình sẽ đổi cái nhân vật này là Mark Rồng. Đó, một nhân vật rất đẳng cấp nha. Wow, với cái bé Mark Rồng này thì anh em mình có thể cưa bớt máu của tem bạn bằng cái tuyệt chiêu đó chính là quýnh cả 3 thành viên cùng một lúc. Lượng đam nó sẽ được giảm rất nhiều. Đây, 40 mấy ngàn. Lượng máu tem bạn đều bị tụt tầm khoảng nửa cây hết rồi. Rồi, pha này thì chúng ta sẽ trải nghiệm nhẹ. Nếu như mà giảm 50% cái chiêu này thì sát thương sẽ là bao nhiêu nhỉ? 49, ôi ngon. Rồi, bé yêu mới của anh em mình sẽ được ra thể hiện kỹ năng đây các bạn. Tuyệt chiêu thời gian. Wow, một em đã được tiễn đi ha. Rồi, ca này thì hơi khoai một tí nè. Anh em mình đang có sát thương nhân 2. Thử nhẹ cái xem sao. Wow, miễn nhiễm, vẫn không kích hoạt được tuyệt chiêu đặc biệt. Thôi thì ráng lên. Wow, đây rồi, lần này được miễn nhiễm rồi các bạn à. Vô kèo nha. Ba này thì mình sẽ vả nhẹ được một bé nè. 42.000. Rồi, tiếp theo thì sẽ đến với ui, con này hơi khoai nha. Dồn đam cực mạnh. Ôi, hai, ôi cha, còn có 26 giọt nó mới đâu. Thiệt tình luôn, nó còn có 26 giọt hả các bạn. Rồi, đến với nhân vật Macaron Gold của mình thì khỏi bàn luôn. Con này nó maximum về sức mạnh rồi các bạn. Tiếp theo, ôi, được 6 viên game bỏ túi nè.
Hán Tài đã tốn hết 40 viên nha. Bạn nào mà xem tập trước thì thấy là Hán Tài bị mất hết 40 viên nha các bạn. Để mình chơi cái sự kiện brunch, mình làm mới nhiệm vụ lại để mình lấy thêm một cái thành viên, đó chính là một cái con Legend. Để một xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem cái thành viên ấy nha. Wow, con này thì hơi cay nha. Anh em mình sát thương đang được tăng thêm 6%. Nếu như mà mình quýnh mạnh thì con này nó lên dĩa. Ui, lượng đam quá khủng rồi. 85, lần này mình sẽ giảm máu đi ha. Đây, hai bé này chia đôi ra. Wow, ngon dữ. Rồi, bé yêu này, nhưng mà cái con này mới cho nên nó hơi bèo một xíu nha các bạn. Con này nó khèo tên bạn cho vui thôi. Đó, nhìn con này thì nó cũng khá là đẹp, nhưng mà về sức mạnh hiện tại chưa đánh đấm được ha. Để chiêu đến từ Heroic Kalmas. Wow. Rồi, vị trí này thì để mình tính toán xem. Anh em mình lụm luôn đi. 23 cành các bạn à. Đó, ngon lành luôn nha. Tiếp theo, ở đây mình còn gõ được tầm khoảng 2 hiệp nữa luôn á. Wow, rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là tiệc chiêu của ma cà rồng đi các bạn. Ở đây mình xài chiêu đặc biệt đi, quýnh 3 thành viên trước. Wow, tiếp theo thì còn tầm khoảng 52.000 thì mình sẽ giảm thêm một lần nữa. Wow, ôi cho dư đau luôn hả? Mình nghĩ là thiếu, ai ngờ đâu nó quýnh dư luôn các bạn ơi. Ôi, cái bé này thiệt tình. Kêu quýnh nhẹ nhẹ thôi mà nó không chịu nghe lời hết trơn á. Rồi, hiệu ứng một bàn tay trưởng đến từ nhân vật này luôn. Cây nha. Thôi thì bây giờ tới Kalmas nè. Đây, bậc thầy Heroic các bạn. Rồi, chú tới công chuyện với anh liền nha. Pha này thì tên bạn còn lại hai bé. Pha này mình quất một con thì mình sẽ hạ được ha. 42 mà chia 42 giảm lại thì chúng ta cái lượng đam nó không có cao. Wow, lần này thì anh em mình chơi búp máu đi. Trò này vui nè. Ôi cha, 30.000. Pha này hơi cay nha. 24, tay bạn còn 19. Ôi, không được bật miễn nhiễm rồi. Chứ bật miễn nhiễm là tay bạn nó mệt với mình đấy. Wow, victory nha mọi người. Vậy là anh em mình có thêm một chiến thắng nữa. Chỗ này, ôi 109 ha. Đây. Wow, 109.000. Pha này thì anh em mình phải xử nhẹ một cái trước. Ôi cha, Macaron Gold búp máu một phát, anh Kalmas của chúng ta full máu liền các bạn. Ôi ôi, chơi vậy ai chơi lại không? Rồi, pha này thì anh em mình tính tìm cái mình gõ nhẹ con này cái, nhưng mà bây giờ mình gõ là con này lên dĩa liền. Bây giờ muốn gõ nhẹ nó không nhẹ được nữa các bạn ơi. Đây, chiêu này bèo bèo là 100+ rồi, đang tăng thêm được thêm 6% lượng sát thương nữa. Rồi, bây giờ đành phải cho bé này ra liều lĩnh thôi. 19, gần 20.000. Ôi, búp máu. Ôi, vẫn không kích hoạt được luôn. Pha này thì lụm luôn chứ sao giờ. Đây, trông chờ vào khả năng miễn nhiễm, nhưng mà khả năng miễn nhiễm nó không chịu ra thì làm sao các bạn. Anh em mình phải chấp nhận hy sinh thôi. Wow, rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với đó là chơi cái bé mới đi nha. Dù sao thì hiệu ứng con mới này nhìn cũng khá là đẹp, cho nên anh em mình ưu tiên nó một xíu nha các bạn. Wow, lên dĩa luôn rồi. Ok, chiến thần Kalmas. Ủa đâu, chiến thần Kalmas, đúng rồi các bạn. Chiến thần Kalmas của anh em mình phải bật được hiệu ứng đặc biệt thì nó mới ngon, còn không thì nó như bao cát cho người ta quất vậy đó, cay lắm cơ. Ở đây thì anh em mình đang cần điểm nè, nhưng mà mình đang cần điểm để mình đưa cái con này đi nè các bạn. Chúng ta cần tầm khoảng 1.500 điểm nè. Anh em mình đến với cái ống nghiệm này rồi,
đang cần mấy công nghiệm để kiếm thêm orbit về đó các bạn. Ở đây thì để anh em mình coi có quậy quạng được cái gì nữa không. Wow, được 18.000 thức ăn ha. Rồi, khu vực Advent thì để mình xem coi. Ôi, ở đây nó chưa ra cái gì mới cho anh em mình chơi luôn nè. Đó, tiếp theo thì anh em nào trong team thì cố gắng làm nhiệm vụ nha. Bạn nào mà làm biến anh tay me đó nha. Chỗ này thì anh em mình xem thử coi. Wow, Empower, anh em mình cần tách mảnh rồng ra nè. Ở đây thì chúng ta sẽ chiến đấu trong khu vực Arena và mình cần cái con hệ lá nha các bạn, 5 trận. À, đây cho rồng yêu nhau, cho rồng luyện chiêu 8 lần. Wow, cho rồng luyện chiêu, tính ra là lâu rồi anh em mình chưa cho rồng luyện chiêu á nha. Cái chỗ luyện chiêu đâu rồi, đây. À, đang giảm 50%, 45 các bạn. Ôi, cái hòn đảo mới này, thiệt tình. Mình là cũng me lắm rồi. Nhưng mà đang để dành orbit để kiếm thêm những cái thành viên rồng về. Cái này thôi lụm luôn đi các bạn ơi. Ok, anh em mình unlock thành công nha. Wow, mấy cái này cũng đang được giảm nữa nè. Rồi, vô mua luôn các bạn ơi. Nó đang giảm gọi là rất là nhiệt tình luôn ấy. 135. Rồi, ui, bây giờ là thiếu tiền rồi. Bây giờ thiếu tiền rồi các bạn ơi, phải chi là còn tiền anh em mình đẩy luôn được 4 mảnh nữa ha. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể đến với cái chỗ này để mua. Nhưng mà thôi mình để dành vàng để mình unlock hết cái này đi ha. Đó. Ui cha, không nghĩ là lên trên đây lại tốn nhiều vàng đến vậy luôn á các bạn. Rồi, vị trí này là cũng khá là ngon rồi ha. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với cái ui cha, chỗ ấp trứng. Anh em mình coi còn cái trứng nào xịn xịn không, lôi ra ấp cho vui luôn nha. Đứa trứng rồng thì anh ta có rất là nhiều. Wow, coi có cái trứng heroic nào không nhỉ. Thử chữ H xem. Giờ rồng legend không à. Ôi có này các bạn, một con Virago. Wow, vậy là anh em mình dư một con Virago ha. Rồi, đẩy nó ra luôn. Wow. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh tay màu subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.